Đúng anh, em đang chạy trên đoạn đường này. Còn đây anh định vị thì anh có thể xử lý như thế nào đấy? Việc của anh em không can thiệp à? Đây là cái đơn vị chúng tôi đã được trang cấp như thế này thì tôi có như thế nào? Ok thì tôi... anh, bây giờ em chỉ xem là hình ảnh đầy đủ đây. Hình ảnh của em là không có bất kỳ một cái vị trí điểm rằng nào cả. Chứ là không có cột mốc chứng minh là trên đoạn đường này. Thứ nhất là anh giải thích với em này. Ok anh bảo là tọa độ thì ok, anh cứ giải thích là tọa độ đi. Còn thì bây giờ trên hình ảnh chứng minh là chỉ có như thế này thôi, đúng chứ rồi, anh? Vâng. Ok anh. Cái thiết bị của anh được cung cấp như thế nào? Đấy là cái thiết bị của đấy. Anh. Ôi, thì anh đang nói với em thế. Đúng rồi chứ anh. Em hỏi những cái gì cái đấy là việc của em. Vâng. Còn anh chỉ giải thích với em rằng là đây là thiết bị các anh được cấp phát. Vâng. Và anh sử dụng nó như thế nào? Ok còn anh. Cấp phát như nào anh sử dụng đúng như thế. Vâng. Thế thôi. Còn những cái gì em bảo là không có ở đây thì cái việc đó anh không biết. Được. Ok anh. Em hiểu chưa? Anh chỉ giải thích với em không như vậy nhiều. Thôi. Anh sử dụng thiết bị này thì thiết bị này cung cấp như nào? Anh căn cứ vào cái thiết bị này là biên bản. Vâng. Trên hình ảnh không có điểm rằng là chứng minh là tôi đang đứng ở trên đi trên cái đoạn đường mà bị bán tốc độ. Tạm thời là thế. Đấy là em nói thôi. À vâng, thì em nói tạm thời thế. Trên hình ảnh anh chứng minh GPS này, em nhập tọa độ GPS này sẽ ra cái đường đấy em đang ở đường nào. Đấy là anh nhập trên hệ thống máy của anh, còn đâu là cái việc mà em nhìn trên hình ảnh. Cái hình ảnh là hình ảnh để xử lý. Đấy là em cứ tìm cái việc. Cái hình ảnh là để xử lý. Đúng không anh? Vâng, hình ảnh là để xử lý. Anh chỉ căn cứ vào đấy thôi. Thì người dân người ta chỉ căn cứ vào cái việc mà hình ảnh trên cái hình ảnh đấy là có cái điểm chứng minh rằng là trên cái đoạn đường đấy có cái điểm mốc đấy. Thế thôi anh. Đấy là em nói thôi. Vâng. Nhưng bây giờ anh không phải căn cứ vào những cái việc em nói để anh đánh giá. Dạ, ok anh. Dạ. Trên máy móc với cả trên hình ảnh như thế thôi chứ còn...